Nhất để đầu một buổi sáng, nhưng mà những chuyện như này xảy ra rất là nhiều trong cuộc sống mà chúng mình không thể lường trước được. Và mình sẽ làm chuyện khác thôi mọi người ạ, mình khó chịu không thể làm gì đâu, nó chỉ khiến cho cái ngày nó tệ thêm thôi. Ok, mình sẽ làm cốc cà phê khác đây. Mọi người ơi, mọi biết gì không, hôm qua là một ngày mình bị cảm xúc đi xuống hẳn luôn ý, rất là xuống luôn. Thế là mình chẳng làm được gì cả. Xong chung là dạo này có nhiều thứ xảy ra lắm. Tại vì là thứ nhất là mình bận rồi, xong chuyện có mấy cái nó cứ hâm nó xảy đến ý. Nhưng kiểu là tự nhiên cái điều hòa, điều khiển điều hòa là cái điều hòa nó hỏng. Ôi mà bây giờ thì Hàn Quốc nó cũng mát lên một tí thôi chứ nó vẫn chưa mát lắm. Ôi mà mình ghét nhất là trời nóng nữa. Rồi mình mới gửi những tin nhắn cho chủ nhà thì mình chẳng thấy cái gì à, chưa thấy cái gì luôn. Chắc là tí nữa mình phải gọi điện. Ôi mình ghét gọi điện nữa. Ôi xong rồi còn vụ wifi thì bình thường lắp wifi một phát là xong luôn. Đây cái nhà này của mình kiểu phải thi công cái gì ở trên mái nhà ấy, thế là người ta hẹn lịch thi công hẹn một tháng luôn ấy, kiểu là từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu trong tháng đấy luôn ấy. Đấy xong ngày nọ lọ chai pin của cửa ra vào ấy thì hết pin mà không biết nó hết pin. Hôm nay tự nhiên mấy ngày đi về cứ thấy cửa mở sợ ba, tôi đâu biết là hết pin đâu mà tại vì nó kêu tít 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 tít, kiểu nó kêu ba lần luôn à, thì mình lại tưởng đấy là cái tiếng nghe nó rất là giống cái tiếng mà kiểu cửa đã khóa thành công ấy. Đấy một lát sau mình đã là một cái đứa mà rất là sợ một cái đấy rồi, tại vì mình hay nghe chuyện tội phạm ấy, mình nghe nhiều lắm. Đấy nói chung là tự nhiên từ hôm trước đến bây giờ là bắt đầu cảm xúc nó hơi đi xuống nhá. Nhất là mình nghĩ là cũng một phần là burnout, tại vì khối lượng công việc của mình vẫn như cũ mà mình còn đi học thêm, mình phải làm bài tập các thứ nữa, này là burnout chắc là cũng sẽ hiểu thôi. Hôm nay thì mình sẽ vlog mọi người chung là một ngày của mình như bình thường, vẫn vào ngoài ra thì mình sẽ đi sâu vào hơn cái việc học cũng như là công việc của mình, làm thế nào để mình có thể chi trả được cho cuộc sống ở bên Hàn này toàn tự là 100%. Thì ok, mình sẽ cố gắng, hôm nay sẽ là một ngày mình vực dậy lại sau hơn một ngày tâm trạng nó hơi đi xuống và bị burnout nha mọi người. Thực ra lần này mình không cảm thấy quá là sợ hãi hay là mình không cảm thấy quá là hoang mang, tại vì đây không phải là lần đầu tiên tôi bị burnout cả nhà ơi, tôi đã quen rồi. Lại là máy sao. Nên là có một cái mình để ý là những cái lúc mà tâm trạng không ổn ấy, nhà rất là bừa nha. Hôm nay chắc chắn mình sẽ phải dọn nhà và mình không thể nhiều lời nữa vì một tiếng rưỡi nữa là mình có lớp. Và bây giờ thì mình phải quay một cái video TikTok, cái này là video có sponsor nên là mình sẽ phải, đấy là công việc của mình, anh này sẽ quay, mình sẽ phải làm, mình sẽ phải kiểu như vậy ở đấy. Mình làm nha. Ok, điên rồi. Vitamin C. Thì là vitamin C yêu thích của mình dạo gần đây nha mọi người. Chumiso nhá. Cái này nó siêu nhẹ nhàng lành tính luôn. Siêu nhẹ nhàng lành tính nên là thực ra cái hiệu quả dưỡng sáng nó cũng chậm thôi mọi người. Nó không gọi là gì? Nó không vồ vập, nó không nhanh đâu. Nhưng mà thôi, thà thế còn hơn ấy. Mình không thích bị lên mụn, không thích bị kích ứng gì đâu. À đây, tinh chất ốc sen, chumiso luôn. Cái này cũng là yêu thích mới của mình dạo gần đây, càng dùng càng mê ấy. Trước làm cái video TikTok viral cái cháy hàng luôn ba, bây giờ không có hàng nha. Bây giờ tôi muốn mua tôi cũng không mua được nha các bác. Không biết là lúc mình đăng video này lên người ta đã restock chưa ấy chứ. Mọi người vào xem thử. Just massage thôi. Hôm nay mình sẽ qua beauty. Khách hàng của hôm nay là một brand make up. Thế nên mình cũng qua khá đơn giản thôi, tại vì là vẫn phải giữ cái style của mình thường ngày như thế gần gũi hơn. Nhưng mà brand này ok mọi người, bạn nào quan tâm có thể lên TikTok mình xem nha. Này mình đã test hết rồi, chất lượng các thứ rồi mới nhận. Mila, yes. Ok, để cho cái hình nó xinh xắn hơn một chút thì mình sẽ đánh trước một ít son nhẹ thôi. Cô, chúc công thôi. Ánh sáng trên điện thoại mình bây giờ rất đẹp. Mình quay vào điện thoại, TikTok thường mình quay vào điện thoại chủ yếu, tại vì nó sẽ có một cái vibe nó
thân thiện hơn ấy. Và nó cũng tiện hơn rất là nhiều nữa. Thôi go. Ồ, kính chào mà. Mọi người ơi, nếu đặt chuông vào thức 7 giờ thì hãy dậy lúc 7 giờ nha, anh em cố gắng nha. Rất là chaotic, rất là hoảng loạn đó. Đằng sau những sự chiêu luôn sẽ có một cái sự hoảng loạn trong đấy. Sao đấy không? Sự cân bằng cả nhà. Thôi được rồi. Tớ sẽ mặc cái áo này. Chua clothing. Ê, cái này cũng chua clothing. Chua clothing nha. Tôi đã mở bán đâu, tôi có PR vậy đó. Chị sao lần này là quay video không bị sợ đi học muộn như thế này. Oh my god. Hôm nay mặc rất là xuề xòa đó mọi người ạ, thoải mái. Ok, let's go. Được. Lớp makeup.
Hello, 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 hello. Lại đến chuyên mục skincare ASMR. Mình lại ngồi chỗ này, tại vì đây là chỗ mà hàng ngày mình skincare mỗi khi tắm xong. Bây giờ thì, ok, let's get started. Mình sẽ dùng một loại tẩy tế bào chết, gọi là toner pad, nhưng mà kiểu tẩy tế bào chết hóa học. Loại này thì mình cũng thấy nó dùng nó cũng được ấy, cũng ok đấy. Mình cũng không rõ là nó làm cái gì lắm, nhưng mình hay lau mặt trước khi skincare vậy đó. Dùng toner cũng được mọi người, dùng toner để lau mặt cũng được. Mình không dùng cái này hàng ngày được đâu, tại vì da mình da nhạy cảm ấy. Mình mà tẩy tế bào chết hàng ngày là có vấn đề ngay, là có biến ngay. Ok, tiếp đến essence. Một loại essence để cấp ẩm. Mình thích rửa tay sạch xong mình massage lên mặt như này này. Ok, chúng ta tiếp tục đến với hoa hậu của ngày hôm nay. Hoa hậu trong lòng mình dạo gần đây chính là vitamin C của Chumiso. Cái dòng serum vitamin C của Chumiso thì có 3 chai: cam, nâu với cả nâu nhạt với nâu đậm. Nhưng mà mình thì mình thích cái cam này nhất. Mình hay gọi là serum vitamin C chai cam của Chumiso ấy. Tại vì cái chai này nó rất lành tính luôn ấy. Ồ, mọi người, bạn nào mà da nhạy cảm, dễ kích ứng, dễ lên mụn ấy, thì sẽ biết là dùng vitamin C nhiều khi là nó có thể khiến cho mình bị rát da, hoặc là tự nhiên bị lên mụn hay là gì đấy. Thì cái chai này nó chưa bao giờ khiến mình bị như thế luôn. Kiểu thực sự là mình dùng rất là nhiều vitamin C tốt rồi ấy. Mình cũng nói trên cái video TikTok gần đây của mình là mình dùng rất là nhiều loại rồi. Mình thử rất là nhiều loại đắt tiền rồi, các thứ đều dùng hết rồi. Nhưng mà cái chai này là cái chai mà thực sự mình cảm thấy yên tâm nhất khi mà mình dùng hàng ngày, cả sáng cả tối. Bởi vì nó rất là nhẹ nhàng, nó cấp ẩm tốt, chất của nó vừa phải. Đấy, mọi người thấy không? Nó rơi tuột xuống luôn, nghĩa là nó lỏng nhẹ thôi, nhưng mà nó lại không lỏng quá mà để nó bay hơi luôn, mà nó lại rất là vừa phải, nó để lại một cái độ ẩm trên da. Đấy, nó rất là ok, kiểu như mọi thứ nó đều rất là hài hòa luôn ấy. Lên da nó mướt thâm thì nó xét vào, nó không hề để lại cái sự dính hay là nhớp nháp trên da của mình. Texture rất ok. Về hiệu quả dưỡng sáng da mờ thâm, tại vì nồng độ nó không quá mạnh nên là thực ra mình cũng không kỳ vọng là dùng ngày 1, ngày 2 mà nó sáng bừng lên luôn, nó có nhiều những cái thay đổi luôn. Tuy vậy trong khoảng mấy tháng đổ lại mình dùng là mình thấy có hiệu quả nha mọi người. Khi mà mình có thâm mụn ấy thì dùng với cả không dùng có khác nhau nha. Dùng thì thâm mụn nó mờ đi có nhanh hơn nha. Nhưng mà lại một lần nữa thì tại vì nó rất là nhẹ nhàng thôi, nên nếu mọi người kiểu chờ đợi một cái gì đấy mà nó ngay lập tức mà nó nhanh ấy thì cái này sẽ không phải là cái phù với mọi người. Thì được cái này mất cái kia thôi, nó nhẹ nhàng, nó lành tính, nó không khiến mình bị kích ứng, nó không khiến mình bị mụn. Thì mình xác định là mình sẽ dùng nó lâu dài đều đặn để mình thấy được hiệu quả, chứ không phải ngày một ngày hai. Da mình là da khô nha mọi người, nên là mình dùng nhiều. Các bạn tùy chỉnh cái lượng theo da của mình nha. Cái chai này hình như cũng là best seller của Miso luôn ấy. Ok. Đây chính là cái mà mình đã lên video xong rồi sold out trên mọi mặt trận, không có hàng luôn, tại vì mọi người mua quá là nhiều. Đây là tính chất oxen Chumiso nha mọi người. Cái chất nó hay lắm này, cho mọi người xem này, chất nó rất là oxen luôn, nhìn được không đó mọi người, nhìn được không, rất oxen nha. Lúc đầu ấy mình kiểu tôi không dài này đâu, tôi không muốn thử cái này đâu, tại vì nhìn nó dính quá. Mình là da khô thật nhưng mà mình cũng không thích mấy cái đồ nó dính. Không hề nha mọi người, trời ơi, nhầm tưởng nha. Cái này ấy, cái finish của nó rồi nó xa mặt này này. Mọi người có thể tìm mấy cái bài massage mà làm gọn mặt hay là massage nâng cơ gì đấy, dùng cái này cũng rất là hợp nhá. Tại vì cái chất của nó lúc mà mình mới lên da thì nó rất là kiểu một cái chất nó rất là mượt trên da, nên là cực kỳ hợp để massage luôn. Nhưng mà khoảng 5 phút để hoặc là 10 phút đi, nó set vào rồi nó sẽ tạo một cái lớp màng. Ồ, nó tạo một cái lớp màng trên da mà nó lại ráo ráo cơ. Ừ đấy, cái đấy mình cũng nói rồi ấy. Mà nó làm dịu da cực kỳ tốt luôn. Cái này là chứng minh lâm sàng tốt cho da mụn, sẽ giảm mụn với cả giảm những cái vết sưng tấy khi mà mọi người bị mụn á. Buổi đêm thì mình sẽ dùng nhiều hơn. Ôi ơi, nó tạo một cái hiệu ứng glow ý cực kỳ đẹp. Đây là vừa bôi xong cho mọi người yên tâm, là mọi người để nó set đi, nó sẽ tạo một cái hiệu ứng glow ý căng bóng rất là đẹp cho da của mình. Nên là buổi sáng mình dùng trước kem chống nắng rồi trước khi make up ấy, nó cũng rất là xinh. Trời ơi, đồ của Chumiso từ khi mình khai quật ra là mình bị sốc luôn. Tại vì đối với cái giá phải chăng như thế, mọi tưởng tượng là cái chai này nó rất là to luôn mọi người. Nó dùng được cực kỳ lâu, tại mỗi lần mình dùng mình không có cần dùng nhiều. Mà săn sale, có những bạn săn sale hơn 100.000, 200.000 một cái chai như thế này, dùng đến bao giờ mới hết. Và thực sự ở Chumiso dạo gần đây mình thấy rằng có rất là nhiều chương trình tặng quà rồi sale rồi ưu đãi này kia ở trên Shopee Mall của Chumiso á. Mọi người canh cái đợt sale nha. Không biết là lúc lên video này là có sắp đến đợt sale của Shopee không, mọi người lên canh thử. Hiện tại lúc
lúc thời điểm mình quay cái video này là đang, cái này đang không có hàng nhá. Cái này là không ai mua được, mình cũng không mua được luôn. Mong là lúc mình đăng video này là sẽ có hàng lại rồi, hoặc là mọi người canh ý, có hàng cái là mình múc luôn. À, cái này ngoài làm dịu cấp ẩm cho da mụn ra thì nó còn có peptide với cả một số những thành phần khác sẽ giúp dưỡng cho da mình nó có cái độ căng, độ đàn hồi ấy, nhìn nó sẽ mọng mọng căng căng kiểu như vậy. Thì hãng Jumiso có những cái thành phần với cái công thức rất là lành tính, mẹ bầu dùng được nha mọi người. Hôm trước kiểu cái video ấy viral xong, nhiều bạn hỏi mình quá, thế là mình email cho hãng hỏi luôn ấy. Thì tất cả đồ của Jumiso mẹ bầu đều dùng được, nó lành tính đến mức đấy luôn. Tuy vậy thì hãng cũng khuyên là mọi người để cho yên tâm nhất ấy, thì mọi người cứ mang sản phẩm, mang bản thành phần của hãng đến bác sĩ để nhận tư vấn. Tại vì mỗi người mỗi khác, mỗi người mỗi cơ địa đấy, cho yên tâm nhất. Đến đây là xong cả cái skincare routine buổi tối của mình rồi. Nếu mà hôm nào mình có điều hòa, hiện tại điều hòa đang học, hôm nào mình nằm điều hòa, hoặc là có thể là trời thời tiết khô, mình cảm thấy da mình cần cấp ẩm thêm, thì mình sẽ bôi thêm một lớp kem dưỡng nữa để khóa ẩm. Tuy vậy thì hôm nay thực sự là mình cảm thấy thời tiết khá là ẩm và mình cũng không có điều hòa để bật luôn, nên là mình chỉ cần dừng đến bước này thôi. Và đấy cũng là lời khuyên của mình mọi người ạ. Mình hãy kiểu mình hãy lắng nghe làn da của mình ấy. Tại vì mỗi thời điểm mình sẽ có một cái nhu cầu khác nhau, rồi da mình thay đổi, thời tiết thay đổi, khí hậu thay đổi này kia. Đấy, nên là luôn luôn lắng nghe làn da của mình nha, để mình điều chỉnh cho nó phù hợp. Còn một món cuối cùng mình muốn recommend nữa là cái kem chống nắng này của Jumiso. Tại vì mình thấy nhiều bạn quan tâm đến kem chống nắng mà nó gọi là không để lại vệt trắng ấy. Thì đây là chất kem chống nắng của Jumiso. Chất nó thực sự là y hệt kem dưỡng luôn mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy không? Chất nó y hệt kem dưỡng, nó không có một tí vệt trắng nào luôn ý. Mọi người muốn có vệt trắng cũng không có luôn. Cái này nó hoàn toàn trong suốt, nó cũng không nâng tông, nó không gì cả, bôi lên mặt coi như là nhìn nó không ra luôn, nhưng nó sẽ để lại một cái độ bóng. Mình recommend có loại màu cam này, tên nó là Ocean Airy Fit Sunscreen. Thì hãng có hai loại là màu cam, màu xanh, đều lành tính, đều không để lại vệt trắng và đều ok như nhau. Tuy vậy thì đối với khí hậu Việt Nam ấy, các bạn ở Việt Nam thì mình sẽ recommend cái loại này, tại vì nó sẽ ráo hơn loại màu xanh. Còn bạn nào mà da siêu khô và đang ở những cái đất nước mà có khí hậu hanh khô ấy, thì mình recommend loại màu xanh, nó sẽ dưỡng ẩm nhiều hơn. Loại màu cam này thì sẽ ráo hơn nha mọi người. Nếu mà đang tìm một cái kem chống nắng hoàn toàn không có vệt trắng, không có sự tồn tại vệt trắng, dưỡng ẩm tốt và lành tính, giữ nhạy trên da, thì mọi người có thể thử cái kem chống nắng của Jumiso. Thực ra là kem chống nắng của Jumiso sẽ hợp nhất với cả da khô hoặc là hỗn hợp chân khô, tại vì thực sự là dưỡng khá là nhiều mọi người ạ. Dù sao cũng là kem chống nắng Hàn Quốc, bên này thời tiết hanh khô ấy, nên là người ta sẽ làm dưỡng khá là nhiều. Bạn nào mà vẫn ưng cái finish như thế này thì có thể là phủ thêm phấn nếu cảm thấy lên da mình bị dầu, nhưng mà vẫn recommend nhiều nhất là cho bạn da khô nhạy cảm nhé. Mình thấy có những bạn da dầu dùng mà phủ phấn lên thì có rất là nhiều bạn vẫn ưng, nên là mọi người có thể lên xem thêm review rồi cân nhắc sao phù hợp nhất với cả làn da của mình. Và hôm nay thì Jumiso cũng là nhà tài trợ của video này luôn. Đây không phải lần đầu tiên mình làm việc với Jumiso, và Jumiso thực sự là một nhãn hàng mình cực kỳ yêu. Mình có mong muốn là sẽ hợp tác với Jumiso lâu dài và thậm chí shop của riêng mình. Mình cũng rất là muốn mọi người thử những cái đồ này, nên là mình đã có một cái chương trình, bây giờ nó đã qua rồi, nhưng mà đã có một cái chương trình tặng sample của Jumiso cho 2000 khách hàng. Thì đấy là để nói về cái mối quan hệ của mình với Jumiso thôi. Và trong video này là hoàn toàn xuất phát từ một tình yêu chân thật nha mọi người. Và trong video này thì mình có bảo với Jumiso là mình muốn làm giveaway. Đây là hình như giveaway thứ 2 của mình với Jumiso rồi ấy. Và hai cái lần giveaway trước thì tất cả các bạn đều kiểu gửi cho mình rất là nhiều tin nhắn cảm ơn, rồi gửi cho mình những hình ảnh nhận được quà giveaway các thứ ấy, thì mình thấy rất là vui. Nên là hôm nay mình cũng muốn lại một lần nữa làm một giveaway trên video này. Thì lại rất là đơn giản thôi, cả nhà cứ xuống bình luận một cái cảm nhận của mọi người về video này, hoặc là lý do mọi người muốn thử đồ của Jumiso. Chung mà không cần phải ghi quá dài đâu mọi người, cứ ghi những cái gì mà mọi người cảm thấy ấy. Đấy, mọi người cứ ghi vào, xong mọi người kèm một cái tên Instagram giúp mình nha, thì mình sẽ chọn ra 10 bạn thắng cuộc, mấy bạn thắng cuộc để mà tặng quà. Phần quà lần này tặng là một cái set rất là xinh. Đây, đó, đây là một cái set rất là xinh, kiểu ui nó xịn lắm mọi người, mọi người các bạn mà nhận quà mọi người đã hiểu được là nó xịn như thế nào ấy. Nó nhìn qua video nhìn nó không thể hiện rõ được cái độ xịn đâu. Thì trong cái set này nó sẽ có những phần quà này. Đó, thì coi như là một set quà để mọi người trải nghiệm những món đồ bán chạy nhất của Jumiso. Và đây cũng là một cái set được làm ra để bảo vệ làn da của bạn dưới nắng. Nó sẽ có serum vitamin C, nó sẽ có ốc sên, nó sẽ có kem chống nắng để mọi người bảo vệ da của mình. Thế nên là mọi người hãy tham gia giveaway này nha, tại vì quà xịn. Mình sẽ chọn những người thắng cuộc và Jumiso trực tiếp nhắn các bạn qua Instagram, như là yên tâm hàng xịn 100%. Đó, nói một hồi thì bây giờ skincare đã set vào rồi. Mọi người ơi, nó rất là ráo luôn ý.
nó không dính như kiểu vừa nãy mình ấy trên tay của mình như này, không dính ấy, nó có một cái sự ráo rất là ok, nó rất là, mình rất là ưng. Và này, bộ bóng này nhìn đẹp, nhìn chung là đẹp, ưng khen nhá, khen lớp Chumiso. Sarangi Chumiso sarangamita. Ok, đi ăn đi, đói rồi, I'm hungry. 배고파. 배고파요. Cái bác múc đi trước khi nó lại hết hàng. Mà tôi không biết là lúc này đã có hàng chưa, nhưng mà dạng này giá đang rẻ. Lên sàn cam nhá, Shopee Mall. Và Shopee Mall cho yên tâm. Thực ra shop tôi cũng có bán, nhưng mà Shopee Mall thì người ta tặng quà kinh thật. Không hiện hãng Chumiso bán vì đam mê sao tặng quà nhiều lắm. Các bác múc lên Shopee Mall cũng được. Kimbap và xúc xích bóng đêm mọi người ạ. Xúc xích hơi bóng đêm. Cái bóng đêm thì vừa ăn thử vẫn ngon. Cái kimbap này là hôm qua mình chưa ăn hết ý. Đấy. Tuyệt vời, một bữa cơm rất trọn vẹn. À, thiếu nước uống. Thử loại nước mới, mình khá là tò mò. Dr. Pepper nhưng mà zero nha mọi người. Zero nha, không đường đó. Xem có ngon không. Đấy, xem A phát. Đấy, xem A cái bắn lên áo luôn. Kiểm tra mà. Mình không nhớ là mình đã uống cái này bản gốc chưa nữa, hay đây là lần đầu tiên của mình. Ừ, hình như mình chưa uống cái này bản gốc luôn cơ. Cheers. Ngon đấy. Cái này ngon nha mọi người. Vị cherry à? Kiểu vị cherry ấy mọi người. Để mít lên này. Hôm mà ăn thì mình sẽ luôn xem một cái gì đấy. Hôm nay thì mình sẽ nghe kể chuyện. Survive because I'm always at the hospital. And now the hospital wants to use her as a scapegoat, she says, to cover up their own problems and short. Đây là tình yêu của mình, chị Stephanie Su, my mother. Mình sẽ đây này, có cái con kurumi này này, mình sẽ để máy. Trời ơi, hôm nào quay ạ, xong rồi cũng bị ăn nguội, nhưng mà mì này ngon lắm mọi người. Ngon, không cay đâu, trong màu thế không? Nó hơi gọi là the nhẹ mà nó không cay, ăn liền luôn nha. Là nó ăn liền luôn, chứ như mình bị nguội rồi. Mà ngon. Kiểu gia vị nó ngon. Trứng lòng đào ngon.